Rồi, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Sáng nay thì mình đi uống bạch chuột cả nhà. Đây, chiếc này mình có con cái đầu tiên nè. Cái đầu tiên mình thấy dính nè cả nhà ơi. Rồi, cống lan cả nhà ơi. Quá to luôn. Để đây, chút nữa mình đổ nó bỏ luôn. Con này mình không lấy cả nhà. Đây, cái này mình thấy dính chuột đồng nè. Quá to luôn. Đây. Một con. Cái này dính luôn nè. Đây, một con nữa nha. Ba cái, ba con luôn. Đây, cái này dính luôn nè. Quá sướng cả nhà ơi. Đây. Quá to luôn nha, bích lợp luôn. Dù gió. Đây mình có một cái nữa nè. Đâu rồi, cái này ở đâu rồi? Đây, cái này chết quớt rồi. Cá bên đây dính nè. Đây, một con nữa. Chứ này mình có con cái nữa nè. Stop rồi. Dính một con nữa nè. Đây. Quá sướng luôn cả nhà ơi. Cái nhái lăn ra. Đây, cái trước này mình thấy dính nữa nè. Đây, một con nữa. Quá to luôn. Dính liên tiếp luôn cả nhà ơi. Đây, cái này sập luôn nè. Một con nữa nè. Dính muốn đủ cái luôn cả nhà ơi. Quá sướng. Rồi, cái này sập mà không dính à. Rồi, cái này sập cũng không dính luôn. Hay gì? Đây, cái này dính một con nữa nè. Rồi chưa? Dính nữa nè cả nhà ơi. Một con. Bên này. Cái này chết quớt rồi.
Đây, cái này mình thấy sập rồi nè. Dính một con nữa này cả nhà. Đây. Quá đã. Vô giỏ luôn. Đây một cái nữa. Dính này. Đây. Một con nữa. Cái này chết quá rồi. Còn nguyên luôn. Rồi, cái ở đây cũng chết quớt luôn. Trước này mình có mấy cá nữa nè. Đây, này mình thấy dính này cả nhà ơi. Một con nữa. Quá đã. Cái này không dính nè. Còn nguyên. Đây, cái này mình thấy dính con nữa nè. Đây. Vô giỏ luôn. Này thấy sập rồi nè. Dính luôn rồi cả nhà ơi. Một con nữa. Đây. Chuột to to không nha. Cái này sập luôn nè. Dính luôn rồi. Một con nữa. Quá sướng quá sướng. Đây, con nào con nấy bích lợp luôn cả nhà ơi. Mình bẫy mấy cái mẫu chưa cắt á cả nhà. Dính chuột to to không à. Mấy mẫu cắt rồi bẫy dính chuột lứa lứa không. Này, trước này mình còn hai cái nữa nè. Đây, ở dưới này mình thấy dính nữa nè. Một con nữa nha. Đây. Vô giỏ luôn. Cái này dính một con nữa nè. Đây. Quá sướng. Rồi, điểm này mình hết bẫy rồi cả nhà ơi. Mình vô tới hàng cây đó mà mình có bẫy nữa. Để mình tạm tắt máy cái nha. Đây, mình nhìn từ xa mình thấy dính con nữa rồi cả nhà. Đây. Một con nữa. Cái này sập dính luôn nè cả nhà. Đi tới hút một cái nữa nè. Đây. Đúng rồi, đây. Rồi tới điểm này hai cái hai con nữa nè.
tiếp tục luôn. Đi lo nhìn trong điện thoại coi muốn thấy cái nhà. Đùng này mình có hai cái nữa nè. Đây. Đâu rồi, bẫy mình đâu mất tiêu rồi. Cá bên đây dính nè. Cái này chết quớt rồi. Không dính à. Vô vỏ luôn. Đây, mình thấy cái này sập rồi nè. Dạ, dính một con nữa cả nhà ơi. Đây. Vô vỏ luôn. Cái này đây sập luôn nè. Nó đang dính luôn kìa. Ai. Một con nữa. Đây dính một con nữa nè. To to cái nhà ơi. Đây. Quá to luôn. Vô vỏ. Cái này chết quớt rồi. Ở đây sập rồi nè. Dính một con nữa nè. Đây. Quá ngon. Đây dính luôn nè cả nhà. Dính liền kèo luôn. Cái đây chết quớt rồi. Đây dính nè. Đây. Cái này sập mà không dính nè. Cái này còn nguyên luôn. Cái này dính một con nữa nè. Cái bên đây chết quớt luôn rồi. Rồi, vô vỏ luôn. Cũng sắp hết bẫy rồi cả nhà ơi. Ở đây mình còn hai cái nữa nè. Đây, cái này dính một con nữa nè. Chiếc này còn cái nữa. Dính luôn nè. Đây. Rồi, điểm này mình hết bẫy cái nhà ơi. Để tới mấy cái cua mình quay tiếp cho nhà thêm nha. Cái này mình thấy dính đường con mini nè. Đây. Vô vỏ luôn. Đây. Cái này đường con mini luôn nè. Này, mình đặt cái mẫu này cắt rồi nè cả nhà. Có chuột mini liền. Hay thiệt. Điểm này mình còn một cái nữa nè.
Mình đặt cái góc bờ trước nha. Sập mà không dính này cả nhà ơi. Chết quá rồi. Rồi, để nào tới cái cuối cùng mình quay tiếp nha. Còn có một cái cuối là hết rồi. Còn hơi xa cả nhà ơi. Đây, trước này mình còn cái cuối cùng nè. Để dõi ở đây. Rồi, cái cuối cùng chết quớt luôn. Rồi, để mình đổ bẫy ra mình tổng kết cho nhà xem nha. Đây, mình cũng chắc ra xong rồi nè cả nhà. Thành quả hôm nay được như đây nè. Đây. Để mình đếm thử ra được mấy con nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 con cả nhà ơi. Đây. Mình bảy cái khoảng 50 cái cả nhà ơi, bảy mình. Dính 31 con. Thành quả ở đây cũng êm nha cả nhà. Đây, con còn công làng quá to luôn nè. Chuột này ở mình không ai ăn cả nhà ơi. Con này mình thả luôn nha. Chạy ra. Chạy đây rồi cả nhà. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn.